Em hướng dẫn mọi người cách cài file biến Mac mới nhất của bên em nhé. Đầu tiên thì kiểu sau khi mọi người gửi email cho em này thì em sẽ gửi file qua email của mọi người. Mọi người lấy file bằng cách nào? Mọi người đăng nhập vào Google này, mọi người đăng nhập với Gmail này. Em phải gõ là Gmail này. Rồi, mọi người vào Gmail này. Khi vào được Gmail đăng nhập tài khoản rồi này, email rồi này, các bạn ấn vào cái ô góc trên cùng bên phải này. Đây, các bạn ấn vào Driver này, chọn vào cái Driver này. Driver nhá, tích vào Driver này. Rồi, sau khi em gửi cho mọi người sẽ có dạng file là old file này, tên là old file này. Đấy, old file nhá. Thì bây giờ tùy theo các bạn thiếu phần mềm nào thì các bạn sẽ vào đấy tải, các bạn không tải hết về được thì nó rất là nặng. Đây ví dụ em vào đây một hướng dẫn cài Việt Map, các bác vào old file này. Rồi, đây ở đây em có tất cả file Việt Map cấm xóa này, file Navitel này, file mấy file dưới các bác quan tâm nhé. Các bác chỉ quan tâm file Việt Map cấm xóa này. Để tải về các bác ấn nào, các bác ấn chọn vào cái phần Việt Map cấm xóa này, các bác tải xuống này. Đấy. Sau đó là ở Google sẽ báo một đấy là đây chuẩn bị tải tệp xuống. Thì file rất là nặng, nó tập khoảng đến 1GB, 2GB cơ. Các bác đợi cái này nó tải xong nhá, tải xong về máy tính nhá. Thì các bác làm tiếp theo em này. Sau khi các bác tải về này, sẽ có một file tên này, tên là Việt Map cấm xóa này. Bây giờ các bác, cái file này nó vẫn chưa được đâu. Thì các bác vẫn phải giải nén ra. Thì trước giải nén ra này. Bây giờ các bác ấn chuột trái hai lần vào nó này. Chuột trái hai lần này, rồi. Ok, sẽ hiện ra cái bảng này này. Bảng giải nén này. Một số phiên bản máy tính nó sẽ khác, còn một số phiên bản máy tính thì nó là hình ông ta quyển sách. Còn ở đây của em là có chữ Winza. Xếp vào tự hàng với hàng ô vuông này. Của em là hình cây bút và mấy ngôi sao này. Còn có một số phiên bản máy tính Win7, Win8. Đó là ông ta trong quyển sách nhá. Đó là cứ chờ chữ Winza, đó là Winza giải nén ra này. Winza là sau khi giải nén xong thì các bác sẽ có được một file như thế này. Tránh tình trạng trong lúc tình trạng copy file vào máy tính thì nó bị thiếu tức là bị thiếu là không sử dụng được Việt Map ấy. Thì trước khi sau khi tải nó xong mất tập khoảng 2-3 phút đấy thì nó sẽ hiện ra một file như thế này, tên là tên Việt Map cấm xóa tiếp. Để mà copy vào nó không bị lỗi mình cũng mất thời gian thì các bác ấn vào đây, chuột phải vào cái file Việt Map cấm xóa sau khi mình vừa tải nén được này. Các bạn chọn vào cái bộ text này, dòng cuối cùng ấy, để kiểm tra dữ liệu của nó bao giờ phải đủ 1GB 24 thì mới là đúng file chuẩn của nó đó. Nếu cái file là không đủ 1GB 24 thì các bác copy vào máy nó sẽ bị không dùng được Việt Map. Bác lưu ý cho em này, phải đủ 1GB 24 ở file tổng tất cả file Việt Map cộng xóa này. Rồi tiếp theo ở đây là em hướng dẫn đến các bác cài trên màn hình OLED á, còn những màn khác có loại chip TS8 ấy, đấy nó dạng màn OLED size đấy. Rồi các bác đầu tiên các bác phải xóa file Việt Map cũ của nó đi. Đầu tiên là app APK ở ngoài màn hình. Các bác gỡ cài đặt nó đi này. Gỡ cài đặt này. Một chút nha, không có kéo vào cái thùng rác này. Ok này. Rồi một số máy không có thì mình không cần thao tác các bước này nhá. Không có file Việt Map, nếu mà cài Việt Map mới toanh luôn. Rồi. Tiếp đến các bác vào quản lý tập tin. Quản lý tập tin nó thường là cái màu vàng này. Một số máy nó tên là quản lý file, cái này nó để là file folder, nó là hình quản lý tệp của máy đấy. Rồi các bác vào quản lý tệp này. Không cần các bác để mà không gì để chụp quick view trên này thì các bác làm như này. Các bác vuốt sang phải một lần này. Vuốt sang phải một lần này. Tiếp đến các bác vào phải xóa file 201811 đi cho em này. Trong đây mình sẽ phải xóa hai file, đầu tiên là file 201811 là file dữ liệu Việt Nam cũ đấy. Một số máy đã không có những cái file này thì mình không phải thao tác các bước này nha các bác. Cài đặt luôn ở bước bỏ qua bước này giúp em nha. Rồi tiếp đến các bác xóa tiếp file SS1 đi, tức là 3 chữ S, một số 1 đấy. Nó thường ở cuối, nằm ở cuối cùng của phần bộ nhớ máy. Rồi ok, sau khi đã xóa hết được một file ứng dụng ở ngoài màn hình chính này, tiếp đến vào bộ nhớ máy là xóa tiếp hai file đi này. Rồi tiếp đến các bác tiến hành cài đặt bộ nhớ, cài đặt file APK mới. Rồi ok, đầu tiên các bác cắm USB mà em vừa tải ở máy tính em vừa hướng dẫn đấy, vừa cắm vào thì cắm vào máy tính. Rồi hôm nay thì các bác lại vào quản lý tập tin tiếp, các bác vào quản lý tập tin
các bác chọn vào cái USB mà các bác vừa mới copy đấy. Ở đây này, đầu tiên là cái dòng chữ xem nhanh này, đây dòng thứ hai là bộ nhớ máy này, dòng thứ ba là bộ nhớ của USB vừa cắm này. Có thể một số bác cắm hai trình nó tên là USB 4 hoặc là USB khác, thì các bác cứ tìm vào đúng cái tên USB mà các bác vừa copy trên máy tính vào nhá. Rồi trong đây thì đây em cũng vừa tải về đây old file này, đây là file các file em vừa trên máy tính này, thì các bác vào chỉ quan tâm các file Việt Nam cầm xóa thôi. Các bác vào Việt Nam cầm xóa này, ở trong đây có 3 file này. Đầu tiên là các bác phải cài file APK trên xe nữa, bác chỉ nhấp vào nó thôi, cài đặt thôi, nhấp vào nó hiện ra có chữ cài đặt nhỏ bên dưới này. Rồi nó cài đặt lên này, cài đặt xong các bác mở lên này, rồi mở lên các bác ấn go này. Như này không được là do đang thiếu file này. Đầu tiên là các bác copy file ES1 trước cho em đi. ES1. Rồi các bác copy này. Ở đây là một cái dòng là USB, một dòng bộ nhớ máy, thì các bác chọn copy từ USB vào bộ nhớ máy nhá. Rồi vào trong bộ nhớ máy xong thì các bác chỉ được paste vào luôn thôi. Đấy. Paste luôn này. Rồi ok. Tiếp đến các bác copy file lại vào USB tiếp, copy một file tiếp trong file Việt Nam cộng xóa nhé. USB này. Rồi các bác tiếp copy tiếp cái file tên là com Việt Nam S1 OBU. Bác nhấp giữ vào nó thì sẽ hiện dòng copy này. Copy này. Các bác chọn vào bộ nhớ máy này. Rồi các bác paste vào này. Quên mất nhá. Ở sau khi chọn được bộ nhớ máy xong, các bác phải vào theo thư mục cho em này. Ở vẫn ở trong thư mục bộ nhớ máy này. Các bác chọn là Android này, tập thang trên xuống này, Android này. Rồi tiếp đến là data này. Đây các bác bết vào cái chỗ thư mục này thì làm ra file nó mới nhận ra. Các bác bết này. Ấn chữ bết chưa? Đán rồi đấy. Rồi nó sẽ hiện ra một cái thông báo là vừa có thay thế file cũ, các bác cứ ấn ok tiếp cho em này. Ok này. Rồi sau đó các bác đợi nó copy xong đã. Các bác vào Việt Map là sử dụng bình thường. Đây em đợi nó copy em cắt video nha.